củi nha cả nhà. Giờ lạp gì ai còn xài nữa không? Quê em còn xài nha, biết củi nha. Nếp, đây là nồi gì mà? Nước cốt. À, nước cốt vừa để cho mẻ thứ hai. Này à, mẻ thứ nhất. Chào cả nhà, hôm nay sẽ là xào nếp ở miền Tây nha cả nhà nha, cách xào nếp ở miền Tây. Vậy mấy đám giỗ ngoại thì ở nhà làm thôi chứ không phải mình bán buôn gì hết nha. Cả nhà yêu thương ha, có đăng ký kênh thì đăng ký nha. Đây là nước lá dứa. Lá dứa mình đập dập xong mình pha với lại nước cốt dừa. Cay quá. Gớm. Đây là nếp nha cả nhà nha. Nếp. Trời ơi, nó cay quá. Nước cốt dừa nó tan ra xong rồi với lại lá dứa nó tan sôi lên rồi mình mới bỏ nếp vô mình mới xào lên. Ở miền Tây là người ta thường thường là xào nếp trước cho nó vừa ăn, còn mấy bánh miền Nam thì nó không có xào nếp, là để nếp nguyên luôn là người ta nấu. Còn đây là hả, phải xào lên thì cái vị nó sẽ thấm và nó sẽ khi mà nấu nó sẽ cái nếp nó sẽ ngon hơn, nó dẻo, nó đều hơn, nó lại cái nếp nó thơm nữa. Còn thường thường thì em thấy thì mấy chỗ khác á, ở miền Nam thì người ta không có xào nếp, ta sẽ để nguyên nếp sống lên ta nấu luôn, thì mỗi cũng mỗi khác nha anh chị nha. Đó, đây là xào nếp nước cốt dừa với là tùy theo màu mình làm, có nhiều người ta làm. Chị làm cái chảo đó là ít rồi cái nồi cái ấy hả, ba là chia ba là hả? Sao mình biết được nhiêu là đủ mà? Mẹ sao biết nhiêu là đủ mà? Nhiêu là biết nhiêu đủ. Đổ nước nha. Nha, nước cốt gạt nó sao. Này cho mình làm mà giống như là chuyên nghiệp rồi. Mẹ ha, thì hồi xưa từ nhỏ lớn biết làm rồi. Cái gỗ còn nhiều mà. Nên hả mình canh được như cả nhà. Còn nếu dụ như mình chưa biết canh thì mình cứ trọng lượng nha, ví dụ như là một ký nếp bằng ký nước ví dụ vậy. Còn này mình ta làm quen rồi ta canh được. Với lại này mình gói mình ăn ở nhà nên không phải như bán. Với lại mẹ hồi xưa giờ làm dâu hả? ba đời rồi. Từ bà ngoại, từ bà Cóc chứ. Hồi xưa hồi nhỏ bà Cóc là bà Cóc dắt đi ăn đám giỗ là cho gói bánh từ lúc nhỏ rồi. Nhà thấy không? Ủa không có đậu đen hả mà? Không biết Út nấu. Út ơi có đậu đen không Út? Rồi chiếc này quên đậu đen rồi. Rồi cái này mà bỏ đậu đen vô là bá cháy luôn nha cả nhà nha. Mà hôm nay không có đậu đen rồi. Nó xào lên là nó sánh liền cả nhà thấy không? Sình sệt liền. Thơm phức luôn nha. Lá dứa thành cái màu xanh. Còn nhiều người ta làm lá cảm màu tím. Rồi lá gắt màu cam á mà. Gắt màu cam. Rồi cái gì giờ làm qua xanh đậu biếc nữa. Ồ mà quên ha, mình không thấy nào xanh đậu biếc ha. Có nào làm thì ý mình đi mua xin cũng có nhóc, tại không ấy thôi chứ người ta trồng nhiều lắm. Mình đều gói bằng bánh bự kìa, này mình gói nhỏ mà. Còn này mình làm á hả, có năm mấy đòn à để ăn để chia cho chị em hàng xóm thôi nên không có làm nhiều. Bỏ cực lắm cả nhà ơi, không có ai hết trơn mà làm á. Nó xào nó sánh rồi nè, chừng nào nó khô hả mẹ, khô là được hả? Sao chừng nào nó gáo nước là được. Nó sần sệt rồi, nó đặc rồi. Làm quen tay thì sẽ canh được nha cả nhà. Con là thua luôn. Mốt mà tới tụi con là thắt chuyện hết. Ăn hả cũng không biết đâu mà làm. Mà ăn bánh này quen rồi, đi mua cái bánh ở ngoài chợ ăn không có được. Nó lặt nhách là mà nó sao sao á. Ăn béo, tại vì không có gì. Nếp của người ta là người ta không có xào nước cốt dừa nên nó không có béo. Còn đây mình làm mình xào nước cốt dừa nó béo. Nó cũng làm cái nhân lạc à, cái da lạc à. Tại vì mẹ biết sao không, giờ tâm lý người ta không có tùy theo miền.
miền Tây mình á thì ăn ngọt, còn ở mấy miền ngoài người ta không có ăn ngọt. Không thấy nghe là ngọt cái ngọt cũng như là vừa ăn. Nó sần sệt rồi nè. Cái này là mình ví dụ mình mua thêm đậu đen mình để vô rất là ngon cả nhà, khi mình ăn sẽ sực nha. Mà tại này ở nhà mình làm vừa Úc chi phí cũng cũng ít nên hả không có làm. Không kiếm chuyện mà. Giờ làm gì ai còn xài nữa không? Quê em còn xài nha, biết củi nha. Nếp, đây là nồi gì mà? Nước cốt. À, nước cốt vừa để cho mẻ thứ hai. Này à, mẻ thứ nhất. Nước cốt vừa. Vỏ hả? Sao? Ừ, bụi tre. Vỏ gần đi chợ á, bỏ đâu rồi. Dưới quê nó yên tĩnh nha nè. Che trời đang sáng à. Chưa kiếm ăn cái thao đi. Được chưa mà? Nó là sần sợ và đậm đặc cả nhà thấy không? Thao ở đây nè, đậm đặc lên rồi nè. Tao ngủ nghỉ hả? Ừ. Nó sạch không? Nó để nó khô sánh luôn nè. Cái rút hết vô. Cái nước cốt dừa này nó sẽ rút hết vô cái nếp. Vậy là sắp được rồi phải không mà? Ta rảnh ta làm nhiều màu, mình không có rảnh mình làm ít màu. Có nó cắm nữa hả? Chị muốn chịu đem ra. Ai nhớ đâu. Ai đâu mà làm đâu có xấu rồi. Để vô cái nồi nó nấu chừng nguyên chén nước khô rồi. Nước cốt dừa nó thấm hết vô đây là nó khô rồi nè. Khô được rồi cả nhà. Chút xíu nữa mẹ xà nặng nặng tay xíu là sẽ nhấc xuống. Không vậy được rồi, xà cái gì sẽ nặng tay. Cho nó rút vô chứ. Xào nếp trước thì sẽ nấu nó sẽ nhanh hơn là mình không xào nếp trước nha. Không xào nếp trước thì nó sẽ nấu nó lâu, thời gian nó lâu hơn. Còn xào này nó sẽ nhanh hơn, phải không mà? Ừ. Trung bình là mấy tiếng mà? 3-4 tiếng thì nó ngon hơn, không sợ nó sống. Ừ, không sợ nó bị sụn. Nhưng mà thường thường là mình do mình thích ăn nó béo, cái thằng nếp nó béo nên thường là trộn nước cốt dừa. Trời, nước cốt dừa ở dưới quê là thôi khỏi chê luôn, nguyên chắc không à. Đây nè, nói chi cho xa. Ồ, dừa dây nè. Ghê chưa? Chọc xuống không chọc, để hả giới từ đây nè, u đầu. Ừ. Rồi, sắp xong rồi. Này là chỉ là cách chia sẻ cách xào nếp ở miền Tây thôi cho cả nhà nha. Nó nặng rồi đó, khô rồi đó là ok rồi. Cái này nhắc lại, nếu cả nhà mình có ăn đậu đen hoặc đậu phộng thì có thể mình cho thêm vô nha. Thường thường gói là hay cho đậu đen đó, mà nay vì Út quên rồi, vì Út không có lấy đậu đen, Út quên nó không có để. Sao
sợ ngồi này. Dạ còn ở bên nhà ấy, Tư. Đó, xong rồi. Hai đứa, đứa ngồi đây, đứa. Đứa bệnh. Tiếng bát chơi rửa. Dạ, cảm ơn cả.